Tôi đưa tay đụng vào cái bánh của cô ấy một cái, thì cô ấy cũng đưa tay chạm lại một cái, miệng thì vẫn cười rất tươi. Lần này tôi quyết định nhấn một cái mạnh hơn, vậy nên trên cái bánh của bà đã có một cái lỗ. Bà tức giận đấm mạnh vào cái bánh của tôi khiến nó biến dạng. Đúng là ghê gớm thật, mới có đụng cái bánh thôi mà bà đã vậy rồi. Tôi mà phạm lỗi lớn hơn thì anh em nghĩ tính mạng tôi có an toàn không?